Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Sao Hàn. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot nhất trong ngày thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây sẽ là nội dung chính của trong video ngày hôm nay. Paris Fashion Week 2023 đã khép lại với sự tham dự của dàn sao đình đám trên toàn thế giới, đồng thời top 5 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất cho năm nay cũng đã được công bố. Theo đó, cả ba thành viên Blackpink đều góp mặt trong danh sách này với thứ hạng cao. Là đại sứ toàn cầu của YSL, Rosé chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng khi xuất hiện tại các sự kiện của nhãn hàng. Trong những lần tham dự Paris Fashion Week, cô nàng đều mang lại giá trị truyền thông cực lớn cho YSL ở năm 2023 cũng không ngoại lệ. Theo đó thì Rose là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất tuần lễ thời trang Paris 2023 với trang phục nửa kín nửa hở siêu hot và thân thái cuốn hút. Bông hồng xứ úc đã thu về cho Seloran hơn 9,9 triệu đô la Mỹ, khoảng 234 tỷ đồng giá trị truyền thông, cùng với 7,4 tỷ lệ lượt tương tác. Jisoo là thành viên tiếp theo của Blackpink chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Theo đó, chị cả Blackpink đã gây bùng nổ truyền thông khi xuất hiện trong chiếc váy tím thanh lịch nhằm tôn vinh tháng của phụ nữ. Nhờ đó, cô nàng đã đem lại cho Dio 7,7 triệu đô, giá trị truyền thông tương đương 182 tỷ đồng, cùng với 11,3% tỷ lệ tương tác. Jisoo là nhân vật chiếm vị trí tương tác cao nhất trên bảng xếp hạng kèn cửa cực cắt với Rose và Chisu trên bảng xếp hạng không ai khác ngoài Jennie. Từ trước đến nay, main rapper Plaping vốn được giới mộ điệu ưu ái gọi với danh xưng Chanel sống. Theo đó, mỹ nhân nhà YG đã đem về cho Chanel đến 6,2 triệu đô la, giá trị truyền thông tương đương 146 tỷ đồng, cùng với 8,3% tỷ lệ tương tác. Không những thế, thì leo makeup ấp tông khói cùng chiếc băng dính che vết thương trên mặt Jennie đã tạo nên xu hướng toàn cầu trong những ngày gần đây. Zendaya là nhân vật xếp thứ tư trong danh sách những người có sức ảnh hưởng nhất Paris Fashion Week 2023. Theo đó, thì ngôi sao của phim Spider-Man ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của LV. Cô nàng diện áo bra nhỏ nhắn kết hợp với áo khoác blazer sành điệu. Nhờ vậy mà Zendaya đã đem đến cho LV 6,2 triệu đô giá trị truyền thông, tức là 146 tỷ đồng. Không những thế, cô cũng đạt hơn 3,6% tỷ lệ tương tác. Kelly Jenner là đại diện cho thương hiệu Copenny tham dự Paris Fashion Week 2023. Cô đã thu về cho nhãn hàng 5,8 triệu đô giá trị truyền thông, khoảng 137 tỷ đồng, cùng với 1,5% tỷ lệ tương tác. Khép lại một mùa Paris Fashion Week 2023, các thành viên Blackpink lại lần nữa khẳng định vị thế của mình trong giới thời trang. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Chúng mình là Tóc Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.